Mày bị điên à? Ê, tao nghe nói mấy con thú khác ở trên núi nó sợ mày lắm hả? Thế sao? Tao không sợ mày. Giờ mày ngon ra tao quánh mày liền á. Tao buông mày tao lên, mày ngon mày xuống biển đi. Tao nước mày sao? Xuống biển tao không cho mày uống nước tao gì mày chắc tao con. Cuộc sống đối với tao nó đê màu, áo mây mắc hỏi làm sao mà qua đầu. Sao tao phải giấu? Cần thì tao đấu nè, thích cái gì tay đôi, có con cặc gì biêu xấu. Mấy thằng nhóc này con ai sao vô trường lại hộ báo? Nhà mày không có dạy hết cái tật mày ngộ ngáo. Tao đã nói mày ngay từ đầu những điều gì phải cần học. Tính trẻ con của mày muôn đời làm cho tao phải căng khóc. Dây mày nếu cần sách vở vì đơn giản mày bá dơ. Kệ mấy thằng nghỉ học vào ăn hiếp đừng quá mơ. Bản lĩnh của mày không có đừng mơ giông gió. Mấy thằng lộ mồm hùng hổ báo tao nói nó chết mà không cần dao. Và điều đơn giản nó đéo bằng tao. Chạy xe phải xe độ nè, móc đầu cho nó ít để thể hiện mình siêu ngộ. Mặt của mày mặc lộ chứ đâu đẹp như Zidane. Tóc của ổng mà có một lại so với mày cũng đi gang. Đơn giản mày đụng tới tao là đụng tới lửa, mày không thể chở đâu con. Và thứ nhóc ép miệng còn hơi sữa, người mơ thêm nữa sao con. Tiện thể mày kéo hết cái thằng 12 xuống đây tao dạy dỗ cho một khóa. Dẫn mặt với ai chứ mày đùa với tao, mỗi thằng tao tính một vẹn trong một đá. Không nói cái lên đầu hè, tuổi mày học lớp lớn cái băng mặt mày bao ngầu hè. Tao như mảnh hổ mày rõ cảnh khổ. Mấy thằng con nít ranh quần kéo tới vú đú đú con cặc chỉ đòi nhúc nhích anh. Xăm hình thì như con kiến khoác lá gác mát bố láo. Tội của mày là tội mất dạy để phần tao trị cho bố cháu. Rồi mua cho mày thêm vài quả bí mày nấu canh ngọt cho bộ não. Bỏ thêm tí hành thêm chút bột ngọt ăn vô lấy xích để thôi mày đổ nhào. Quân lên cho tao nhờ ôm cân bơ muốn che hết mây mờ. Thôi tao khuyên về nhà mày ngu đi, ngu ngu đi về nhà mày ngu đi, ngu ngu đi. Và những cách gì cái thằng khùng, mày muốn gì nói mẹ nó thằng khùng. Đối với tao mày là thằng nhóc con, nhóc nhóc con mày là thằng nhóc. Hãy đếm cuộc đời của mày bằng nụ cười không phải nước mắt. Hãy đếm số tuổi của mày bằng bạn bè không phải tháng năm. Hãy nhìn tương lai của mày và đừng trông chờ vào những bước ngoặt, vì mày sẽ hiểu lời dạy của thầy khi nghĩa địa là chỗ đang nằm. Nên lắc não để cho cái đầu mày khôn ra. Chỉ những thằng giàu mới được làm chủ, còn những thằng liều thì bôn ba. Và mày được ông bà già thương, muốn cái đéo gì là được. Đã lo sẵn có đà trước cho sau này ăn cơm nhà nước. Bước ra đường nếu mày càng vênh thì cái mặt mày càng tím. Tụi tao cầm trên tay con dao, thứ tụi mày cầm là bàn phím. Mày hổ báo qua dòng trạng thái đang ngập tràn cả trang tin. Mày ăn chơi nhờ bóng cha mẹ với những đồng bạc mày đang xin. Những người giàu thông minh và đẹp chung quy thường mắc một lỗi ngu, rằng cứ tưởng những điều họ có sẽ không bao giờ bị đổi chủ. Nuông chiều cho con cái vắt tay lên chán mỗi tối ngủ, thường nghĩ một mà những điều may mắn sẽ đều bị thượng đế chối từ. Cha mẹ mày cũng sinh lão rồi bệnh tử, mày tính sao? Cuộc đời mày sẽ như thế nào nếu đâu cho mày được bước đến? Không hề có tồn tại giới hạn mà chỉ có là những đỉnh cao. Đó đéo phải là chỗ ngư trị mà đó là thứ cần vượt lên. Ê lưu lưu con gà chơi ngông ngông với tao thứ ngon à. Thôi tao cùng về nhà mày ngủ đi, ngủ ngủ đi về nhà mày ngủ đi, ngủ ngủ đi. Và những cách gì cách thằng khùng, mày muốn gì nói mẹ nó thằng khùng. Đối với tao mày là thằng nhóc con, nhóc nhóc con mày là thằng nhóc con, nhóc nhóc con yeah. Mày thằng khốn nạn, kẹo hồ lô này mày ăn không chứ hả? Tao cho mày một miếng nha, lo mà học hành đi, đừng quậy phá nữa, tao lại mày.